Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video và đừng quên để lại cho Khải một like chơi anh em ơi. Và sau khi anh tất cả chính và anh em My năm đọc cho hạt của Khải lên 120 hết rồi thì bây giờ Khải tiếp tục. Vừa rồi được anh ông anh Đoàn Thanh Bình donate cũng như là anh cho xe đây, thiếu được một ạng nữa anh donate cho anh. Ok, và nói chung anh cũng đã donate rồi thì em cũng cảm ơn anh nhiều nha. Khải tiếp tục anh tiếp hạt này thiếu 5 cho anh em cho lên 120 luôn. Đây thiếu 5 cho anh em. Thứ 5 bóng của Khải này em ơi, đó. Máu 12k3, 12k9. Ok anh ơi, để em dứt, em đang gom thủy tinh khoảng tầm 50 viên nữa thì mới đạn mới ép được anh ơi. 50 viên mà nhân cho 220 một viên thì em khoảng tầm 11 kim nữa thôi. Em mua thủy tinh nữa mà không ai bán lại mua thôi em. Em sẽ mua thủy tinh 50 viên nữa. Mở túi ạ. Em mở cho xong mới ăn được anh em ơi. Cái bông hồng lục này nè, bông hồng lục thì 1k cái em có đủ rồi. Giờ em mở thêm mấy cái túi hộp hoa vô làng á. Kiếm thêm 1000 hoa hồng trắng, 1000 hoa hồng vàng và 1000 hoa hồng đỏ nữa anh em vần anh em. Khải có đại gia chống lưng ạ. Ok anh Thạch ơi, đại gia nhà đâu, có mấy anh em trên kênh mến anh em donate rồi. Tiếp tục anh Nguyễn Vân rồi anh. Hello anh Thạch nha. Đại gia giờ anh em trên kênh em toàn anh em cũng bình thường mà đại gia vậy. Anh em mến donate 500k, anh chịu, anh Nguyễn Vân anh ơi. Có đồng đại gia. Hôm trước em cũng donate được nhiều anh em donate nhiều lắm. Anh Đoàn Thanh Bình này cũng vậy. Donate em khá là nhiều. Anh bốt ra đường ngon quá xong rồi anh tiếp anh Khải. À lúc nãy ra rương rồi nè. Nói chung là theo mà Khải dự đoán cũng như là anh em trong ban dự đoán á, thì cứ một cái rương boss hồn kim môn phái á thì nó dao động ở khoảng tầm 15 đến 20 con. Và ban mình ăn được rương rồi nên là sẽ không đánh nữa. Tại vì là bây giờ có đánh thì nó không có ra. Ít nhất nó phải lên từ giai đoạn 15 đến 20 cái con boss tiếp theo thì nó mới bắt đầu ra rương nè. Nên là ban mình sẽ đợi vào ngày mai sau khi kết thúc boss thế giới 5 con. Và ví dụ như bang nào đánh thêm 5 con nữa thì lúc đó bang mình sẽ đánh tiếp. Còn không thì thôi nữa. Chứ tại vì là đánh ít nhất phải có 15 đến 20 thì nó mới có rương tiếp đó. Theo cái chu kỳ ở đó nè. Nếu anh em nào có theo dõi trên kênh Khải anh em sẽ biết. Nó theo chu kỳ nó ra rương chứ không phải là muốn ra là ra đâu nè. Đó. Tại vì vừa rồi ra rương rồi thì ít nhất chu kỳ nó sẽ quay lại từ giai đoạn 14 đến 15 con mid boss không rương. Thì giai đoạn từ 15, 16, 17, 18, 19, 20 5 cái rương đó sẽ chắc chắn ra rương đó. Nó có tiền lợi vậy. Giờ tục anh thiếu 5 nha anh em. Khải đang mở túi nha anh em ơi. Anh em ơi, đi đổi xu một cái này. Cho này có gì à? Thì nhẫn. Anh Khải có mua phôi đao kim ông lúa không? Chắc không bán. Chắc mà không bán, bán cho anh Phong Ca rồi anh em ơi. Bán cho anh AK cũng được. Bán nhà cũng được, bán trong bàn được rồi. Rồi sâu này. Tiếp tục em ơi, đi đổi sâu cái anh này. 7 kim là 7.000 sâu nè. Hello anh em mới vô nha. Anh em đang xem cho Khải một like chơi nha anh em ơi. Ai chưa nhấn nút đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ Khải nha anh em ơi. Chúng mày yên vần nha anh em ơi. Rồi tiếp tục đó. Chính sang nha anh em. Tự nhiên trung tâm. Lúa bán cho anh em trong bang rồi. Thôi cũng được sao. Để mình nói bán mà không thấy bán. Không thấy nói gì thôi. Rồi dây này, dây vĩnh cửu rồi đầy đủ nguyên liệu, dứt ghép bó hồng vĩnh cửu, dứt rồi bắt đầu công đoàn anh em Vân anh em à. Anh em đang xem trong một live chia sẻ chơi nha. Đó, chủ yếu kiếm cái này thì tinh anh em à, thì tinh với lại phôi ăn ba chỉ hơn rồi chưa hết mà chưa thấy gì rồi hơn 30 cái rồi thì tinh làm cho ít thì tinh nào làm cho 20 viên thì tinh là êm luôn nè. 20 viên rất là êm luôn. Chưa có đứa gì tin được luôn. Lên cấp nè. Thám thiên. Ăn băng cúc chị hòn. Mình bài. Ăn băng cúc chị hòn nữa. Hai cái cúc chị hòn luôn. Lô đại. Trời. Chưa giết thương hình luôn em ơi. Đen dạy. Làm ăn đông. Làm ăn bách. Sổ đen nữa rồi.
một viên thủy tinh này. Hiện tại cái đang nghe mình nhạc thứ 5 nha em. Ở này anh nghe mình trong chắc khai cũng chuyển về thiên nhẫn thôi em ơi. Thiên nhẫn lộn cho bạn. Vấn đề là đại thành 12X á, phải mát thì nó mới ngon. Chưa mát thì chịu. Kỹ năng này, ngon, một cặp kỹ năng. Mới có một viên thủy tinh là hơi ít nha. Mới một viên thủy tinh em, ít vậy. Mới một viên thủy tinh này. Rồi, nó ra cái gì đâu không rồi ta. Chết tôi rồi. Chẳng bị xấu dân. Mới một viên thủy tinh này. Gần 300 cái rồi, có một viên thủy tinh này. What the hell. Đừng. À, một bộ kỹ năng nữa. Ôi, hai bộ kỹ năng, ngon. Năm này dư quốc chứ làm gì giờ. Xe ăn mát hết rồi nè. Năm đọc người mới ăn mát hết rồi. Chịu ăn được mấy bộ ăn mát hết rồi. Tiềm năng cũng được, tiềm năng cho nó mát cũng được. 400 cái rồi mà có một viên thủy tinh nè. Ảo tung chảo nè em ơi. Một cái bí kíp. Rồi, nhỏ vậy. Rồi, gần 500 cái rồi, vãi lên. Gì đen vậy? Gần 500 cái rồi, em. Hai viên thủy tinh. Trời ơi, mừng, hú día. Tinh đi. Ít nhất phải 20 viên thủy tinh cái nè em. Đen vậy? Trời ơi, hai viên thủy tinh rồi, vãi thiệt. Quá nhỏ, quá nhỏ. Một cuốn sách quyển 2, quyển 2 triệu rồi. Hai nước luôn. Một là ba bí kíp. Ba viên thủy tinh. Khoai. 400 cái, 600 cái rồi nè em ơi. Nhỏ quá, thủy tinh gì có 3 viên mà ta. Vãi liền. Vãi trướng. Ít thủy tinh vậy. Hồi trưa anh em thấy không, ăn khá là nhiều. Mỗi ăn ít nhất phải 10 mấy viên thủy tinh. Tìm năng nữa. Ngon, hai bộ, hai bộ. Trời, gần 1k cái rồi mới có 3 viên thủy tinh nè. Ảo vãi. Quá ít luôn. Trời ơi, không thể tin được này mà. Có 3 viên thủy tinh thôi, vãi chướng. What the hell. Sao ít thủy tinh vậy. Sao 3 viên thủy tinh người ta. Trời ơi, cái chuyện hết máu quá trời thiếu lầm rồi này mà. Ôi trời, tổng máu tổng kim không. Chết rồi, chết rồi. Cái này toàn rồi. Cái này toàn rồi này em ơi. Tổng máu tổng kim không rồi, chết rồi. Mày boss đừng quá trời. Có 3 viên thủy tinh rồi. Vãi thiệt. To rồi em ơi. Cái này to rồi. Áo vãi. Trời ơi, anh cầm mớ được có 3 viên thủy tinh rồi em. Vãi thiệt. Thôn mà. Đến rất thôn mà. Ok, còn 200 mấy cái. Vãi thiệt. Nãy Tâm Thánh nói không tin. Tâm Thánh kêu anh nghĩ sao. Nghìn cái được 3 cũng 3 thủy tinh rồi. Không tin em mà. Ngọc bội. Có 3 viên thủy tinh rồi ta. Còn máu không à. Rồi 4 viên. Mừng vãi. 4 viên. Ít dữ ta. Nhỏ quá, nhỏ quá. Quá ít luôn. Bốn viên thủy tinh. Không thể tin được, không thể tin được. Hôm qua khả năng đến mười mấy viên lận nè. Cái gì cái bốn viên người ta. Trời ơi, Phú Duyên Tiểu. Chết tôi, chết tôi rồi. Trời ơi, toàn máu. Máu gì đâu không rồi nè. Chết rồi. Toàn rồi. Ui, mừng quá thêm được viên thành đem viên. Năm viên rồi, năm viên rồi. Phục ma, ô kim điều. Năm viên rồi.
Vãi vậy. Ồ, lên trên 21 này, lên trên 21 luôn. Trời ơi. Năm viên, đúng năm viên luôn em à. Rồi, chịu chết luôn á. Đèn vãi đây. Đúng được 5 viên. Thì tính gì cho 5 viên rồi trời. Rồi. Hiện tin nè. Tin nè. Quốc Yên nè. Tống Kim nè. Bỏ hết bán này qua nè. Khỏi Trần Rương nè. Đám nè. Phố nó nợ luôn. Tới nó mất rồi luôn. Dọn rương á. Anh Vân gái. Trời ơi. Không có thì tin nhiều em ơi. Chỉ biết anh này lấy thị tinh với lại cấp độ cho xe thôi. Là cảm giác anh lần này không có thị tinh. Quá nhỏ. Chỉ là hám. Bằng nhược. Ok, tí bằng nhược sốt luôn. Rồi. Còn một bó bông cuối cùng. Rồi, bó bông cuối cùng được gì đây? Nốt hàng này nè. Đây. Một cuốn bí kíp 120. Rồi. Một rương một càng khôn. Một cuốn quyển xấu. Một mực nạ. Một cục 500 triệu. Gì đây? Một cục hoàng binh. Thảm thế. Cho cục hoàng binh là to này. Uầy, nhân hiệp cốt. Trời, nhân hiệp cốt thôi em ơi. Được ném viên thì tin rồi. Ít quá. Tiếp tục mở cái này luôn rồi. Tiếp tục mở cái 50 cái ngăn khăn tròn mẹ tặng này em ơi. Kiếm thì tin này. Trời ơi, thì tin ít quá. Khăn tròn mẹ tặng này. Một cục 500 nè. Ngon. Cho xe cánh luôn, hợp lý. Đá vật sáng cục 300. Đấy. Bàn nhược. Mở chớ, em mở hết mà. Ôi, không có mở trống. Ok. Chập rương rồi. Trời ơi, chập rương hết rồi. Đem được cái tí. Cái lóc hoạt cho nó giữ này nọ đó. Đợt này nhỏ quá em ơi. Được có 5 viên thì tin thôi. Khá là ít. Quá ít luôn. Nếu đợt anh mình được có 5 viên thì tin này. Quá ít. Năm viên thì tin, đi quá. Giờ này em ở đâu? Từ phong lăng ta tìm được người thiên phú đã gặp nàng. Xin lòng câu hồi phi về gian tơn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng quá nhỏ, quá nhỏ. Năm viên thì tin này. Ba viên xấu. Đen thôi đâu anh đây, đúng anh ơi. Đen vải đái. Anh 1.000 cá được 5 cục thì tin. Chịu rồi. Ừ quá nhỏ thiệt sự nè em ơi. Ôi được một cái nón kỹ năng nữa. Ây cha, đèn kỹ năng nhiều vậy. Trời quá trời. Ôi được thêm 1 viên thì tin. Được thêm 1 viên thì tin. Khải cắt bớt ạch này của đồ quá nè. Nhiều quá. Lập kỷ lục rồi. 1.000 cái mà ra tổng gì đâu. Còn toàn cái nịt thôi anh em. Tổng nịt không.
Em dịch cũng này cho nên anh đợi hết hàng đây mà. 5-18 còn có vài phút hết hàng, hết mới hết hàng một cuốn rồi. Cuốn này ngoài bán có 10 vạn cuốn thôi nè, mà không sao. Mình có cuốn nào mình cắn cho nó đỡ tiết kiệm cũng được. Đó. Biết kiếp sao. Rồi giao dịch này. Quá. Wow. Giờ khả dòng rương chính á. Trời ơi, thành phố đâu không. Thì mình boss được khá là nhiều nè mày. Boss khá là nhiều. Để tới. Trời ơi, rương tùm lum tùm lum. Dọn cái rương cái anh em ơi, quá nhiều. Anh em xem này, cho Khả một like cho anh em ơi. Trong tầm này đồ nhiều quá. Đang dọn rương ra cái chút. Hiền tinh này. Có bớt hiền tinh. Đen thôi, đỏ bên đây. Đỏ bên đây anh em. Anh mà lần đầu tiên anh được 5 cục hiền tinh. Quá nhỏ. Cái gì cái mới được 5 cục hiền tinh nè. Vái thiệt. Áo vái trướng. Sống này đi giả tấu nè. Sống này anh em đi giả tấu chơi nha. Hãy chuẩn bị giả tấu anh em đi giả tấu chơi nha. Rồi. Tiếp tục nè. Rồi giờ cái mặt nạ là khả nghiên cứu vứt mấy cái này qua. Anh em mở mặt nạ nè. Mở mặt nạ cho bài cờ chính nó mang nè. Tất cả nè. Hãy bắt sáng nè. Biết là lỡ bao nè. Sáng nè. Sáng nè. Sáng nè. Dòng kiếm. Ở trong rương. Ba rương cá nhân 6 dòng cấp lô. Độ duyên thì tinh nữa nè. Hai bộ đại cao thủ nè. Dọn rương cho nó sạch sẽ ngay tính tiếp nè. Bót bót. Càng khôn. Trời kỹ năng quá trời. Rương mặt nạ. Ok rương mặt nạ rồi ăn chính nè. Rồi. Anh ngang cả được 5 viên thì tinh. Thêm được viên vừa rồi nữa là thành 6 viên. Thế là được 6 viên luôn em ạ. Một viên này. Rồi. 6 viên. Đó, thêm viên nữa 6 viên. 6 viên tính ra lỗ rồi. Này anh 7 kim lỗ rồi. Lỗ chống cảnh rồi nè. Không có gì luôn. Lỗ chống cảnh rồi. Anh xấu quyền không có gì lỗ trong cánh luôn rồi. Ôi, chưa cánh luôn. Quá trời kia này, ốp cấp này. Tại người vui tí nữa cũng đổi phái rồi nè. Thì ngày mai đổi phái nè. Tại người vui. Kỹ năng nè. Đó. Thêm năng nè. Đó. Có lại hết. Không đòi chơi gì hết đó. Đó. Là châu nè. Rồi ok. Đây. Anh em xem trong một live chơi nha em ơi. Giờ Khải ọp ạc ra Khải... bỏ hết lần bài boss qua một rương bên kia này, bài boss khai cất chắc được hơn một rương rồi, không một rương là bài boss rồi.